mình học được vai thế võ mới. Phải tập mới được. Anh làm gì đấy hả anh Kiều Xanh? Thì đang đến giờ tập luyện của anh vừa học được vài thế võ hay lắm, nhìn thế này. Em cứ trằn trọc thế. Anh làm gì đây, cứ uỳnh uỳnh ở trên đầu em. Em không ngủ được. Nhưng mà anh có chạm vào người em đâu. Anh chỉ đang tập việc của anh thôi mà. Nhưng mà cái tiếng. À đây là cái tiếng. Ôi, tiếng báo đèn. Tiếng báo đèn các bạn, không phải tiếng của anh đâu. Em bảo là tiếng chân anh vừa nãy cơ. Không phải tiếng đèn. Nhưng mà lúc nãy rõ ràng là anh không chạm vào người em và tiếng động của anh nó chỉ thế này thôi mà. Nhưng đấy, mà anh cứ uỳnh 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 ở đây này, làm sao mà em ngủ được. Xin chào, mình là Rào. Bạn Rào xuống rồi đây này. Chào Rào, mình là Xanh nhanh nhẩu, thích học võ đây. Chào Rào, còn mình là Kiều Hồng thông minh đây. Hôm nay lại có vấn đề gì rồi. Mà thôi, anh em mình tạm dừng tranh cãi lại để làm nhiệm vụ đã nhá. Ừ, đúng rồi. Mà chúng ta có 3 chiếc đèn đỏ cấp độ 3 của... Tức giận. Tức giận à? Bình thường cậu bé của chúng ta hiền lắm, thích cười lắm. Thỉnh thoảng hơi buồn, hơi lo một tí, sao hôm nay lại tức giận nhỉ? Tức chuyện gì đây? Tức giận chuyện gì nhỉ? Có khi ấy, cậu bé là hay cáu kỉnh giống em ấy, hôm nay bị thế. Thế là mới tức giận chuyện gì đó. Có phải tự nhiên mà em cáu đâu. Tại em đang ngủ, anh cứ uỳnh 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 ở trên đầu em ấy. Ô hay, em buồn cười nhỉ. Em ngủ thì em cứ ngủ đi, còn anh tập thì anh cứ tập. Tại sao lại anh lại ảnh hưởng đến em tí nào đâu. Nhưng mà tiếng chân của anh cứ làm phiền đến giấc ngủ của em. Đây, tiếng chân của anh như thế này. Hự. Hự. Đau đầu quá. Rào à, rào đi à, rào đi à. Đúng rồi đấy Rào ạ. Từ nãy anh Kiều Xanh cứ tập uỳnh uỳnh ở trên đầu, làm tớ không ngủ được đây này. Rào cũng thấy đau đầu thật à? Có đau đầu lắm đâu. Thôi được, chúng ta lại thực hiện nhiệm vụ. Mà hôm nay ấy là anh ấy sẽ làm nhiệm vụ nhá, là bằng cả một thế võ luôn. Anh em mình phải vượt qua hàng rào này thì cậu bé mới hết tức giận và đi mà ngủ được. Thế võ ở đây của anh là phải luyện công. Anh sẽ bay qua cái rào này, em có tin không? Chuẩn bị đây. Được rồi. Anh bắt đầu nhảy đi. Không, xong rồi. Nhảy thế này. Anh ơi! Anh ơi! Ơi, đau quá Rào ơi! Anh có làm sao không? Em chạy ra, em chạy ra đi. Không thể tin là không một lần nào tớ không nhảy được. Cứu, 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 cứu. Ui giời ơi, anh có làm sao không? Bao nhiêu công học võ tập luyện của tôi. Thôi đến em đấy, em lại ra em nghĩ đi. Này 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 này, bạn Rào ơi, bọn tớ nhảy mãi mà chả qua được gì cả. Cậu bé tức giận vì lý do gì đây? Bác sĩ ơi, ho, nôn. Ốm này, khi ốm bị hắt xì, ho, hụ hụ hụ, rồi còn buồn nôn. Nhưng mà sao ốm mà lại tức nhỉ? Anh cũng không biết. Này Rào ơi, ốm thì phải mệt, phải buồn chứ sao lại cáu giận là thế nào, sao lại tức? Sang nhà Bin chơi, Bin đuổi về, tức. Thế tức là đang ốm mà còn đòi đi chơi, không được đi. Lại còn không được ở chơi với bạn Bin nữa, thế là bị đi về nhà. Thế nên là mới tức giận. Tức giận. Và không ngủ được. Tất cả võ công của anh đều không có tác dụng gì cả. Em hãy tìm một câu chuyện như mọi khi đi. Em hãy nghĩ đi. Nghĩ đi, trời ơi. Anh Kiều Xanh, anh đứng dậy em ạ. Anh đứng dậy, anh đứng dậy. Anh đứng dậy. Anh đi ra đây. Anh có nhìn thấy cái gì đây không? Đây là quyển truyện của anh em mình. Vũ khí bí mật. Lấy xuống. Nhưng mà em đã nghĩ ra chuyện chưa? Chắc chắn là phải có chuyện để giải quyết được nỗi tức giận của cậu bé rồi. Chắc chắn là có đấy nhá. Anh thấy chuyện này khó lắm đấy. Anh nghĩ mãi không biết trong quyển truyện có anh gì ngồi hay xuống không đây. Anh ngồi xuống đây. Chuyện kể của những chú cừu bắt đầu. Con nhím nọ đang đi tìm chỗ ngủ
Nó lười biếng không đào hang cho riêng mình, nên hiện giờ vẫn lang thang khắp nơi. Nhím là cái con vật mà nó có một đống gai ở trên người tôi tủa nhọn hoắt ra đúng không? Đúng rồi đấy anh ạ. Cái con mà gai của nó nhọn ơi là nhọn, cứ đụng vào ai một cái là đau lắm luôn. Mà nếu mà không chịu đào hang ấy, đến mùa đông á sẽ rét lắm. Bởi vì làm gì có lông như anh em mình đâu. Đúng thật đấy. Anh để em đọc tiếp nhá. Tối hôm ấy, trời mưa gió rất lạnh. Nhím đến hang nhà thỏ xin ngủ nhờ. Anh chị thỏ ơi, cho tôi ở đây được không? Tôi sẽ không chịu được mưa rét đâu. Nhà thỏ mủi lòng thương nên để nó ở lại. Nhưng cái hang thì nhỏ, mà con nhím với bộ lông to và nhọn rất lười biếng, cứ nằm lì ở trong hang, khiến thỏ bố, thỏ mẹ và bầy thỏ con đi lại cứ va vào nhím rất đau. Nhà thỏ cố gắng chịu đựng hết đêm, nhưng đến sáng hôm sau và nhiều hôm sau nữa, nhím cứ nằm ở hang nhà thỏ không chịu rời đi. Ô hay, bây giờ cái con nhím này sao lại có thể vô duyên được như thế nhỉ? Đã vào nhà người ta ở nhờ rồi còn không chịu đi. Anh ấy là anh sẽ đuổi đi luôn đấy. Thật là vô duyên. Này, thế có nhà thỏ thì có đuổi nhím đi không hả em? Để em đọc tiếp xem chuyện như thế nào nhá. Thấy nhím cứ nằm lì ở trong hang, thỏ bố lại gần và nói: Nhím à, các cậu phải chuyển đi rồi. Cậu hay làm đau các con của tôi quá. Hay là tôi giúp cậu đào một cái hang khác nhá. Con nhím lại trơ trẽ nói: Không, tôi thích cái hang này. Tôi chỉ nằm im, tôi có đánh ai đâu mà bảo là làm đau. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến các bạn cả. Thỏ bố từ tốn đáp: Cậu không biết đấy thôi. Cậu nằm im với bộ lông nhọn và to như thế, cái hang này thì lại rất chật, nên làm đau các con của tôi, mặc dù cậu không đánh hay làm gì cả. Cậu hãy ra ngoài tự đào hang cho mình đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi nữa. Khi nào tôi có cái hang to rộng hơn thì tôi lại mời cậu đến chơi. Con nhím nghe thấy thế xấu hổ quá, đành bỏ đi. Chuyện này nghĩ lại thì cũng rất là sâu sắc. Bởi vì con nhím chỉ nằm im thôi, nhưng thực ra nó đang làm đau tất cả mọi người và làm cho nhà thỏ gặp rắc rối. Đúng rồi anh Kiều Xanh ạ. Ừ. Đôi khi mình nghĩ là mình không ảnh hưởng đến ai đâu. Nhưng mà tùy vào từng lúc và từng nơi cơ anh ạ. Thế thì anh biết rồi. Thảo nào lúc nay em cứ kêu lên là em không ngủ được, bởi vì anh tập luyện làm cho em bị nhức đầu đúng không? Đúng rồi đấy. Anh nhớ lần sau không được thế nữa đâu nhá. Anh hiểu rồi. Anh nói thế này, em suy nghĩ xem có đúng không nhá. Cậu bé của chúng ta hôm nay bị ốm, cho nên đến nhà bạn chơi phải đi về. Vì nếu cậu bé ở đấy chơi sẽ lây bệnh cho bạn đi. Anh Kiều Xanh hôm nay thông minh thật đấy. Yes. Có phải lúc nào anh cũng chỉ biết nói mồm, chỉ biết cử động không đâu? Đúng là anh của Kiều Hồng thông thái. Nào, ta đứng lên nào. Câu chuyện ngày hôm nay hay thật. May quá. Mỗi lần như thế này không phải chỉ có cậu bé học được đâu. Anh Kiều Xanh cũng học được nhiều điều hay lắm đấy. Đúng rồi. Để anh cất chuyện cho em nhá. Cất đi này. Cậu bé ơi, đừng để lây ốm cho bạn Min nhá. Rào bé lại rồi. Yeah. Thế là nỗi tức giận ngày hôm nay cũng đã biến mất. Đèn tắt rồi, chúng ta đã thành công. Yeah, bây giờ anh em mình thực hiện nhiệm vụ thôi. Chỉ còn lại nhiệm vụ đơn giản này. Thế thì anh sẽ nhường cho em Kiều Hồng nhảy trước. Để em nhảy trước nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đi ngủ thôi. Đi ngủ đi. 6 này, 7 này,
sao chẳng